Xin chào mọi người, hôm nay tụi mình đang có chuyến du lịch về nhà của chị Thi chơi. Đúng rồi, hôm nay chị sẽ dẫn mấy đứa về thăm nhà của quê của chị và thăm nhà của chú Sáu. Wow. Mà chị ơi, em nghe nói là mình về mình sẽ được thưởng thức những món ăn miệt vườn đúng không chị? Đúng rồi, bật mí với mấy đứa ha, là chú Sáu chị nó ăn rất là ngon nha. Trời ơi, nghe tới ăn là em khoái rồi. Cái thằng Ủa mà đi mà mình sắp tới chạy tới rồi đây em đó đó. Ủa, đúng rồi, mình ủa, nhà ủa. Đi đi, đi đi chị ơi. Ê, con đang chơi gì đó, chào con. Ủa, dạ, con chào chú Sáu mới về. À, con chào chú Sáu. Dạ, đây là chú Sáu này mọi người. Giới thiệu với chú Sáu, đây là bé Hà, bạn con. Dạ, rồi đây là bé Trương, em Trương, rồi em Huy. Dạ, chào chú Sáu. Qua 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 đây ngồi uống nước. Dạ, 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 đây, đây, để con. Dạ. An, qua đây con. Nhớ chị, nhớ cô Thi không? Con nhớ cô Thi không? À, đây là cô Hà. À, đây là chú Trương. Đây là chú Huy. Đây là cháu ngoại của chú. Dạ. Ngồi ngồi đi con. Uống nước là mấy đứa. Bé Ngân. Bé Ngân. Mấy đứa đi từ đó xuống đây là bao nhiêu tiếng đồng hồ vậy? Dạ 2 tiếng. Vậy hả? Dạ, cũng mà thôi uống miếng trà. Hôm nay không hên, không có kẹt xe, đi nhanh. Đứa nào biết uống trà thì uống, còn không thì ngồi nữa chặt dừa uống cho nó mát. Ôi, dừa dừa dừa. Có đứa nào biết leo dừa không nè? Không bạn luôn. Biết leo không? Em mà leo là gãy dừa. Rồi tụi con ăn cái gì chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Nôn đi quá chú. Chưa mà trả lời mạnh dạn ghê ha. Thôi được rồi, một hồi nữa chú Sáu đi chợ. Chợ quê cũng gần nhà nè. Rồi mua đồ về nấu cho tụi con ăn. Quá đã, quá đã. Tụi con xuống ngay cái dịp này là chuyện đồng án của chú Sáu á, dạ, cũng hơi giãn giãn đâu bớt rồi. Dạ. Chú Sáu có thời gian để phục vụ tiếp tụi con. Mà chú Sáu cho bọn con đi chợ với chú Sáu nha. À, đi chung á hả? Dạ. Hãy đi chợ quê. Chợ quê. Vui lắm. Chợ quê cho biết. Lạ lắm. Về con xuống đây mệt quá cho con vô nằm nghỉ. Nghỉ ơi cái gì trời ơi. Mà ta mà thì cứ ở nhà nghỉ ha, để cho mấy bạn với đi với chú Sáu. Dạ. Rồi ở đây chơi lâu quá. Chú Sáu sẽ giới thiệu cho chị Thảo. Dạ. Cũng bà con với chú Sáu. Dạ. Lớn hơn tụi con chút thôi. Dạ. Với anh Quang. Mấy anh người Quang cũng biết nấu một số món ăn. Dạ. Mà món ăn thì lạ để phục vụ cho tụi con. Càng lâu càng vui chứ ơi. Thấy sướng chưa, mai mốt muốn về nữa không? Dạ muốn. Rồi bây giờ nè, tụi con vô nghỉ mệt tí xíu đi. Dạ. Rồi cái thay đồ cái đi chợ với chú Sáu. Dạ. Thôi mình đi. 15 ngàn. Bữa nay mình ăn cá lóc nướng có bánh tráng. Mình dẫn chưa? Ở đây. Bao nhiêu ký rồi tôi mua luôn cho để nó nhảy thế bực mình quá. Nhiêu? Rồi chị cân cho tôi hết 5 con này đi. Mần. Dạ mần dùm con. Khỏi mần. Rồi, khỏi mần. Cá này cũng ngon ha chú, cá hú. Cá gì vậy chú Sáu? Cá diêu hồng con. Này cá hú nè cưng. Cá này cá hú, cá này à, con ăn ít thôi, con ăn nhiều quá hú dữ lắm à. Trời ơi, nó ú nu luôn á bé Hà. Cá này là cá lóc đồng hả cô? Ừ. Cá lóc nu. Hổ chi cho lầu ra không biết. Bởi vậy. Nuôi thì nó nuôi. Để ăn thì không phải thì. Rồi cân.
Rồi bao nhiêu tiền? 2kg 8 mà trừ ra cho 154 ngàn. 154 ngàn con. 154 ngàn. Trời, 2kg của người ta là 101 rồi. Cái kia 55 ngàn nữa. Là 100 mấy? Đúng mà, con tính đúng mà. Tôi sợ lộn chị thôi, tôi đầy cháu tôi. Nhiêu con? Dạ 155. Đây 155. Rồi chú Sáu già quá. Nhà chú có điều kiện chú mới bán đất á để mua đồ ăn về cho tụi con ăn nè. Chị ơi, trả tiền rồi á, chưa có lấy cá. Ít đồng quá chị. Lấy bịch cá giùm mà chị. Rồi đủ rồi chị. Dạ, rồi chào chị nha. Dạ, chúc cô bán chúc đá. Chị mua mai bán đất. Giờ mình đi mua gì nữa chú? Hả? Đi qua bên kia mình mua rau sống dễ về cuốn bánh tráng. Dạ rau sống bánh tráng. Xe nha. Dừng xe nè. Đây cô dắt tay không? Rồi đi qua đây. Này mua rau sống đây. Rồi chị ơi. Dạ. Bán cho con mới rau coi. Dạ, rồi lựa đi con. Rồi con lựa đi con. Dạ. Tụi con lựa đi. Rồi để con lấy cho. À mọi thứ mới nha. Dạ. Rau giáp cá nè. Tía tô nè. Con chạy vô bà lấy cái bọc. Ít lá quế nha. Rồi. Rồi để cho mấy cô bỏ vô. Rồi cho cô cái bịch đi cô đựng salad nha. Ủa này nó giống rau rừng quá. Rau có rau người ta trồng rau rừng gì. Này ở miền Tây mà có rau rừng thì cái thằng đố quỳ biết cái này là gì. Bắp chuối. Đúng rồi. Rồi. Rồi đưa cho cô con đi Huy. Ừ. 35 hả? Rồi chị lấy cho mấy trái dưa leo. Chắc khác quá ha. Chút qua mua bún. À, mấy trái con 4 trái đi chị. Trái ớt đỏ. Ớt bự dữ vậy chú Sáu. Ớt sừng trâu á con. Cái này mà giống mới. Rồi. Rồi chị cộng vô nha, để quên nha. Rồi chưa, đủ chưa? Rồi hành. Miếng nó đi. Làm mỡ. Rồi được như đó rồi đó. Làm mỡ hành đó con. Dạ làm mỡ hành. Rồi cái sạp này của chị luôn hả? Rồi lấy cho bún là một bịch và là nửa ký hàng ký. Một bịch một ký hả? Chị lấy ba bịch đi. Bữa nay mình ăn no luôn. Ôi hai bịch thôi. Rồi. Rồi cộng lại. Hết luôn đi chị. Thì Ngân biết đây là ra gì không? Sáu mình mua bánh tráng này đâu rồi sao? Biết là gì không? Ở đây không có, chắc chúng mình kiếm ngoài khác ha. Kiếm chỗ khác mua bánh tráng. 79 ngàn. Dạ cảm ơn cô. Rồi cảm ơn chị Mười. Rồi đi con. Xe chú ba. À trái khóm. Khóm nhiêu trái à? Dạ 10 ngàn. Trái này đi. Ừ. Đây là
để con sách. Đây. Ừ. Con. Hả? Hồi sáng chú ăn rồi con. À, chú ăn rồi. À, được rồi chú ăn rồi. Giờ đứng đây ngắm. Đây giờ. Ê. Đồ cái này nè con, mặt trái lên. Rồi bên đây nữa. Bên đây. Rồi bên đây. Rồi đó. Rồi. À, đừng nóng nha. Coi nha, ẩm ngày vô nước rồi. Cái xanh kiểu quà. Một lý dao coi dùm ta. Ồ. Bây giờ mình rất là trông chờ kết quả ha. Mình thấy lấy cái lưỡi đỏ nè. Bịt tiền. Nhưng mà nó nóng quá là làm sao mình lấy ra chú? Để cho nó tàn cái này nè con. À dạ. Ôi, những em cá vàng dạ, sắp chín rồi, sắp được ăn rồi mọi người ơi. À, ồ, nóng. Nhìn mà thèm thùa. Để lửa vô sát sát cái đầu á Quang. Dạ. Để cho nó chín coi. Ồ chú Sáu ơi, cái này ha mà đem cá qua bên đó ha, ngồi ngay đống rơm rồi mình ăn cùng nhau, mình có thêm cây đàn hát nữa là tuyệt vời luôn chú Sáu. Tụi con biết hát không? Dạ biết. Hát được không? Dạ được. Trời chú Sáu chiều tụi con luôn. Thôi có luôn. Thằng cháu chú Sáu lại. Dạ. Cầm cái đàn lại rồi mình thoải mái mà văn nghệ. À. Tuyệt vời quá. Alo. Hai hai hai. Ừ. Bà đang làm gì đó? Ừ, hên quá bà đang ở không hả? Rồi bà đem cái đàn lại nhà chú Sáu ha. À, có cá lóc nướng rôm nè. Có mấy đứa em ở thành phố nó về đến đây giúp vui văn nghệ mày. Nha. Tới liền. Tới gấp thiệt gấp. À, cá mới vừa nướng xong á, mày tới trễ rồi không còn miếng để mày ăn nữa nha. Ừ rồi 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 rồi, cảm ơn con rồi. Dạ đã yên tâm nói tới liền. Ước rồi, đây là gọi là ước gì vậy ta? Ước cái gì? Ước gì được nấy. À ước gì được nấy. Điện cho
có quan trọng là chú Sáu có điện thoại thôi. Dạ. Ở đây chạy qua 6 bước tới nhà nó rồi. Rồi bây giờ đem, dạ vô, đem vô, đem vô, đem vô. Đem vô. Ừ. À... chú Sáu à, giờ mình đem qua bên đó luôn hả chú Sáu? Chưa con. Ủa? Quy đưa cá đây cho dạ. Chú Sáu. Con lại cái bàn đó, con lấy cái tờ lá chuối với cây dao lại đây. Dạ. À, là mình còn làm cái gì nữa đây? Lấy muối tiền sồn á. Chú Sáu ơi, sao con này nó đen nhất đám luôn vậy chú Sáu? Con nó giống con. Đây, để chú lên. Rồi để xuống mẹ mời. Rồi để xuống. Bố mẹ con nào đen nhất? À, còn có bé Hà. Rồi đây, ăn cạo. Ăn cạo cho nó sạch nha. Thấy ngon chưa? À, vậy mà con tưởng đâu để vậy cái mình đem qua luôn. Ủa mình ăn bên trong thôi mà đúng không? Đâu có ăn bên ngoài da đâu đúng không? Không, con ăn cái này nè. Để chợ bụng. Cạo cho nó kỹ kỹ nha. Cái da nó giòn lắm Huy. Rồi, đó thôi. Rồi, rồi đem qua. Đây em cầm cho, em cầm cho. Em đang đúa qua tên qua tất cả. Để đây, ba đây, cầm. Dạ, dạ, cầm. Cạo tiếp đi con. Con này mới tắm cho mình chỗ đi. Nó tắm tắm, nó xong. Tình gái vậy đó. Có con cuốn hạ biết sao để biết sao mà nó đen dữ vậy. Ôi chảy mỡ kìa, chảy mỡ là nước miếng của con quang. Cái đó thì chúc cho Huy ngăn... đang cái da. Rồi ngăn cầm nó đi. Rồi cái con châu Phi này của Hà nè. Cá châu Phi nè. Ủa con tự cạo thiệt. Ủa anh Quang ơi, anh suy nghĩ kỹ chưa, anh đưa cho Hà tự cạo. Thôi, con cá. Mấy tóc vàng rồi đó. Đó, nặng hả con? Đường tài. À, đã có ăn. Qua đây. Rồi. Hấp dẫn. Ồ. Mình để đĩa bún đi ra bên kia đi. Dạ, rồi rồi để cái rồi. Đó. Rồi. Cho con tập ở đây luôn nữa con. Dạ dạ luôn ơi con. Rồi. Ở đây bún ra, đây bún ra. Từ từ đi. À, chú Sáu hồi hộp lắm biết cá nè. Ô, ngon lành. Rồi. Quá, chín rồi. Quá cần cá không? Từ từ. Vâng ạ. Con ngà rất là thương nè. Rồi, con này. Sức hồng cầm con ngà. Chào chú Sáu. Vô đây con ơi. Rồi. Đây giới thiệu với tụi con. Đây anh Ân. Nhạc sĩ xóm. Là nhạc sĩ đàn ở xóm này. À, giới thiệu với con, đây là mấy anh chị ở thành phố. Dạ. À, xuống đây chơi nhà chú Sáu. Thì sẵn chú Sáu có nướng cá nướng rôm nè. Ngồi vừa ăn vừa văn nghệ, mới điện cho bay vậy chứ. Dạ. Sẵn thiệt ngồi dùng với chú với mấy anh chị luôn nha. Dạ, con cũng đói lắm rồi. Làm tí thôi. Tự nhiên nha. Dạ. Rồi thôi để cái thùng đó đi, chưa đâu, chưa đàn đâu. Dạ, dạ. Nha. Dạ. Rồi, múc ra đi. Wow. Chú mình ăn được sợi cay không? Con ăn cay được không? Cay được không con? Nè, nước tương đây nè. Ở đây nước tương này. Nãy chú chưa có chuẩn bị trước cho con rồi. Để đây nghe. Có muỗng không? Có muỗng, có muỗng không? Múc ăn coi. Đây, con ăn nhiều con múc nhiều nha. Đây, con
mày múc cho. Rồi. À, cho lòng hết múc thêm ha. Rồi, đi. Rồi, cho bây giờ là món cá lóc nướng rơm đã hoàn thành hết tất cả chi tiết. Bây giờ chú Sáu mời tụi con dùng. Con mời chú Sáu. 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 Con mời chú cá ngon quá chú Sáu rồi, cái gì á, đừng có cắm đầu con cá ngon quá chú Sáu ơi. Chú Sáu ơi, chú Sáu gấp cho con một miếng. Trời ơi, nó nhõng nhẽo ghê chưa. Chờ đợi nãy giờ. Đây. Dạ con cảm ơn chú Sáu. Đây là con xương. Trời ơi, cái tay nó nhỏ xíu mà nó cuốn cái cuốn giống như cục điện này. Ăn đi, mới nói ngoại ngoại cuốn cho ngon. Ăn tự nhiên đi con, ăn con lúc nào cũng được như thế. Nãy giờ ăn không nói gì nữa. Có tự nhiên rồi. Mình ăn nói nhiều quá mình ăn nó không nhanh. Không những anh mà chút xíu nó mang xin con mang về nữa cơ. Chắc không có đâu con. Ra tay con. Có con. Chú Sáu ăn đâu nha, chú Sáu cuốn cho cháu ngoại chú Sáu nha. Thank you.
không chừng chú Sáu thành lập cái đội đàn ca tài tử rồi. Bây giờ chú sẽ hát hò cho tới sáng luôn. Bây giờ là tụi con sẽ hát tặng cho chú Sáu với mọi người một bài hát rất là vui luôn, liên quan tới món ăn ngày hôm nay luôn. Bài thứ 10 rồi đó nghe. Cho tụi con xin một bài nữa thôi. Dạ rồi. Rồi anh đàn cho nhạc nha. Dắt anh theo em về mà miền Tây, thằng tí nó không chuyện ai về làng mình đây. Dưới chỗ em nơi đây nhiều mồi hay, anh cứ nhậu thoải mái có xỉn em vào thầy. Ý kìa chú Sáu đoàn hòa một đống cá lóc, cá này nướng chùi ăn ngon lên tới nóc. Dưới miền Tây ta nhậu ngon hết sảy, nhậu không thấy trời mây, không say là không về. Không say không mà về. Nghe hết dân ca, người từ xứ xa, cứ yên tâm em đây thiệt thà. Xuồng ba lá chở đầy tôm cá thiệt ngon, có lúa chín vàng tươi, vàng bao cô thiết tha mặn mà. Ơi, trăng thanh gió mát gọi mời. Ê xỉn hả? Mày vô đây tao ca. Đây là hết sảy đất đai tao bao la. Bắt nhạc trữ tình hay là cha cha cha, tao nhảy sập xỉn né ra mà xa xa. Mà sao nói tới nói lui, nói dài nói quỷ nói dai mà mày chưa bật nhà. Nhanh nhanh giùm tao đừng làm tao nóng, tao nóng tao lên là bay hơi mệt, tao nóng tao lên tao quậy bây giờ. Giờ yeah. Em mở liền, em mở liền. Sợ quậy quá, sợ quậy quá. Trời kìa, chú Sáu sợ mình quậy quá, chú Sáu giật luôn những cái tay cho mình ăn nữa kìa. À hát đi hả con. Thôi nãy giờ mình hát cũng nhiều rồi, bây giờ mình nghỉ ngơi ha, để cho chú Sáu nghỉ ngơi nữa, chú Sáu cũng lớn tuổi rồi. Thật sự thì hôm nay Thi được cùng với chú Sáu và các em trải nghiệm cùng quay quần bên nhau á, trải nghiệm với cái đống gơm rồi nướng cá, thật sự là rất là cảm xúc và cảm thấy rất là ý nghĩa. Cảm ơn các em đã cùng chị về đây chơi rồi trải nghiệm, rồi cảm ơn anh Quang với lại chị Thảo bên nhà qua để hỗ trợ cho tụi em. Cảm ơn rất là nhiều. Và bây giờ xin cảm ơn quý bà con cô bác đã đón xem chương trình ẩm thực chú Sáu Channel. Hẹn gặp lại quý bà con cô bác trong những tập kế tiếp. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.